chúng ta cần phải chú ý đến việc tăng các lượng chất béo tốt để cơ thể chúng ta được cân bằng và đầy đủ các chất dinh dưỡng để có thể bảo vệ được tim mạch, não và tăng cường sức khỏe. Và trên tay mình có một bảng các loại chất béo tốt và chất béo xấu. Và ở đây chúng ta sẽ thấy là chất béo xấu có ở các loại thịt mỡ, da gà, bơ động vật, nước sốt kem, sữa có kem, phô mai, dầu cò, dầu dừa, sô cô la, thức ăn chiên, thức ăn nhanh. Và đặc biệt là những chất béo chuyển hóa có thể gây ung thư như thức ăn nướng, gà rán cháy, lạc xưởng xúc xích, thịt hun khói, bánh nướng, thức ăn dùng dầu mỡ tái chế và mì tôm, bim bim, khoai tây chiên là những loại chất béo rất là xấu, chất béo chuyển hóa có thể gây ung thư cho các bạn. Béo tốt hầu hết đến từ các loại dầu thực vật như dầu cải, dầu ô liu, trái bơ, trái ô liu và bơ thực vật, dầu lanh và cá và những loại dầu từ cá và omega 3. Tuy nhiên, những loại chất béo từ dầu thực vật và cá có omega 3 nhưng khi rán chiên xào lên nhiệt độ cao thì lại chuyển sang thành chất béo chuyển hóa thì lại không hề tốt cho cơ thể. Vì vậy, khi dùng các loại dầu thực vật, dầu từ cá omega 3, các bạn nên để ở nhiệt độ thấp và không nên đun rán trên xào đun đi đun lại nhiều lần. Mỡ lợn là một loại mỡ tốt cho cơ thể. Theo đông y, mỡ lợn là một loại thuốc quý. Và chúng ta khi rán trên xào, chúng ta nên dùng mỡ lợn và không nên rán đi rán lại nhiều lần. Bổ sung omega 3 thường xuyên từ các loại thực vật và cá và các thực phẩm bổ sung. Omega 3 cơ thể chúng ta không thể tự sản sinh mà chúng ta cần phải nạp vào. Và omega 3 chứa một thành phần rất quan trọng trong quá trình chống viêm cho cơ thể. Như vậy, hôm nay chúng ta có giải pháp để nhớ sử dụng chất béo là: 1. Hạn chế rán chiên xào. 2. Không dùng dầu nhiệt độ cao. Và 3. Rán xào thì dùng mỡ. 4. Sử dụng các loại dầu tốt nhất từ cá và hạt. 5. Không sử dụng các chai dầu to. Và 6. Không sử dụng các dầu chiên đi chiên lại nhiều lần. Follow kênh Thanh Hùng Yêu Sức Khỏe để theo dõi được các video dinh dưỡng và vận động hữu ích.